Hello anh em, hôm nay Thịnh sẽ làm một cái video unbox 4 siêu phẩm mới cập bến Harley Việt Nam năm 2024. Và mọi người cùng coi là 4 siêu phẩm nào nha. Cắt khui container nha, cắt ngay đây đúng không? Đó, khui công nha anh em. Bật mí với anh em, công này là đi từ Mỹ về nha, USA. Đó, đây là công hàng đi trực tiếp từ Mỹ về luôn. Đây là cận cảnh container đi từ Mỹ về. Đây là cách mà mấy anh em lấy xe ra. Thì người ta dùng một cái xe nâng và một cái dây, sau đó anh em sẽ móc vô cái thùng để lôi cái pallet thùng ra. Chứ còn những cái kiện hàng này là siêu nặng ký luôn, không thể nào mà ai mà bưng ra nổi. Đó, đây là cận cảnh cách khui công container của Harley Davidson. Đó, mọi người thấy xe đang lôi ra. Đầu hai siêu phẩm lôi ra. Đó, ra tới đây rồi thì bắt đầu xe nâng sẽ làm nhiệm vụ của mình. Đúng rồi, đó. Từ Mỹ luôn nha anh em, Harley Davidson. Rồi, vô đây luôn. Container cho nó xéo ở bên đó một xíu. Thùng xe Harley thì sẽ được bọc cẩn thận như thế này. Logo Harley được trang trí toàn bộ trên thùng xe. Harley Davidson, Harley Motorcycle. Logo số 1 rất đẹp. Nói thêm về logo số 1 này thì hồi xưa Harley tham dự rất là nhiều giải đua và thắng rất là nhiều giải vô địch. Nên là từ đó nhà sáng lập Harley dùng cái logo số 1 này làm một cái biểu tượng của Harley. Ý nói là Harley luôn chiến thắng trong mọi giải đua. Đó là ý nghĩa của cái logo số 1 này. Và ở đây có một cánh cửa để mình coi là đây là chiếc xe gì. Đó, xe được bọc rất là cẩn thận ha. Ngoài ra ở phía sau này cũng đang có hai siêu phẩm ở đây. Khui công nha. Ây da. Xin giới thiệu CVO Roadline ST 2024 đầu tiên của Việt Nam. Woo. Cameraman quay gần đây giùm em nè. Máy này là máy Screaming Eagle 121 nha. Máy này là còn mạnh hơn máy CVO bình thường nữa. Bình dầu sau nè. Full carbon.
Và bật mí với anh em một điều, đó là chiếc xe này đã có chủ kỷ niệm 25 năm Project CVO ra đời. 25 năm quá đã. Rồi, tiếp tục nha anh em, tiếp tục bắn thêm cho anh em coi hai siêu mẫu nữa. À đây, dưới nó còn. Tiếp tục. Cũng lông bảo chúa. 1, 2, 3. Xin trân trọng giới thiệu CVO Streetline màu Copperhead đầu tiên của Việt Nam. Copperhead. Cái màu nhìn, màu cái màu nhìn là thấy là không đụng hàng. Màu number 1. Màu này. Cái màu này nè, ra nắng thì nó màu đồng, còn ở trong tối thì nó màu đỏ mỡ. Con SH của Ý hồi xưa cái màu nó ná gì gọi là màu number 1, màu số 1. Em nhìn vô cái màu này là em biết là đi ra ngoài là khó, không ai dặm được cái màu này. Khó. CVO Streetline 2024 màu Copperhead. Máy 121. Máy 121. Bự nhất của Harley. Thêm chiếc bên này nha anh em. CVO Roadline màu Copperhead, chiếc đầu tiên của Việt Nam luôn. Màu quá đẹp. Màu này là màu nâu đồng mà có ánh đỏ. Buổi tối thì nó màu đỏ như anh em thấy trên hình đó, còn mà ra nắng thì nó sẽ là màu nâu đồng. Cực kỳ đẹp. Một bộ đôi CVO Streetline với lại Roadline, được trang bị máy 121, có van biến thiên. Đây là cục máy lớn nhất của Harley trang bị trên những dòng xe thương mại thời điểm hiện tại. Và Thịnh sẽ sớm có clip review chi tiết toàn bộ ba chiếc siêu phẩm này cho anh em coi. Thì một cái bật mí với anh em nữa là ba chiếc này mỗi chiếc có trị giá tương đương với lại một căn chung cư nha anh em. Mỗi chiếc có trị giá khoảng từ 2 tỷ 4 cho tới 2 tỷ rưỡi nha. Chiếc này là 2 tỷ 489 triệu. Hai chiếc này cũng gần tương tự như vậy. Và thêm một cái cho anh em đó là những chiếc này thì sẽ không có đại trà. Dự đoán chỉ có một hoặc là hai chiếc được nhập về thị trường Việt Nam thôi. Ai muốn là người đặc biệt, ai muốn chơi đồ độc, sưu tầm thì hãy nhanh chân. CVO Roadline. Thành sẽ sớm có review chi tiết cho anh em coi. Ok, cảm ơn, chào anh em.